tình huống bách cầu. Về thôi, chưa biết, chúng ta chưa biết, ta không biết, chúng ta chưa biết. Và đội bạn, cần lùi về, lùi về. Rất may là chúng ta mất đi cả nhà chính. 200 ngày đối phương đã bắt đầu phá nhà rồi. Đối phương đã phá nhà tốc độ rất cao. Và em xem thì nhớ để lại một like trước khi rời đi nha. Nhìn vào số liệu bên dưới 100 người, xem chỉ có 6 người đăng ký và like. Thật sự rất buồn ạ. Bấm like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Where should I start first? We'll be right back.
Mình uống bách đỏ. Về thôi. Chúng ta chưa biết. Chúng ta không biết. Và đội bạn. Lùi về. Rất ơi, chúng ta mất đi cả nhà chính. Ngay trong này đối phương đã bắt đầu phá nhà rồi. Đối phương đã phá nhà tốc độ rất cao. Và em bọn họ đều tưởng là ta vô dụng rồi, còn sớm lắm.
thế nào. Nếu hay quên em duy anh thì cần là anh bình yên. Chúng ta bắt đi cả nhà chính, 200 ngày đối phương đã bắt đầu phá nhà rồi. Đối phương đã phá nhà tôi rồi.